YouTube thả ga chỉ với 9K. Thành phố Cẩm Phả để tiếp tục theo dõi hiệp thi đấu thứ hai giữa câu lạc bộ bóng đá chủ nhà Than Quảng Ninh và câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ở đầu hiệp 2, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục cuộc 3 có sự thay đổi người. YouTube thả ga chỉ với 9K.